bệnh viện chúng tôi để có thể mở lối tiên phong cho những đột phá về các dòng sản phẩm, những giải pháp canh tác tiên tiến. Đó là thành quả của sự đóng góp lớn lao và những nỗ lực không ngừng của đội ngũ các nhà khoa học, sự hợp tác chia sẻ của các viện, trường trong suốt những chặng đường phát triển của công ty. Bình Điền chúng tôi luôn trân trọng những giá trị của khoa học và biết ơn những người đã chung tay, đồng hành, đóng góp, tạo ra những sản phẩm giàu chất xám, hỗ trợ chúng tôi đưa thành quả đó đến với đông đảo bà con nông dân. Thưa anh Đông, để có thể mở lối tiên phong cho những đột phá về các dòng sản phẩm, những giải pháp canh tác tiên tiến, đó là thành quả của sự đóng góp lớn lao và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ các nhà khoa học và sự hợp tác chia sẻ của các viện, các trường trong suốt những chặng đường phát triển vừa qua của công ty. Thì xin anh Đông, anh có thể chia sẻ về vai trò cũng như là những đóng góp của các nhà khoa học trên hành trình 50 năm phát triển công ty không ạ? Như chúng ta đã biết thì khoa học kỹ thuật là luôn đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong phát triển cái ngành kinh tế quốc dân và trong ngành nông nghiệp cũng vậy. Thì đối với Bình Điền, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển và đặc biệt trong những năm cuối 20 năm trở lại đây thì công ty có hợp tác với các viện, các trường, các trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và các nhà khoa học. Bình Điền chúng tôi đã có một hội đồng khoa học gồm những thầy cô là những người có kiến thức in thâm về nông nghiệp. Quý thầy cô là những người rất tâm huyết, canh cánh với sự vất vả của con nông dân. Đây là một sự sắp đặt của những người có cái tâm cùng hướng về bà con nông dân. Thì trong những cái quá trình phát triển đấy, thì hội đồng khoa học đã giúp cho Bình Điền nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm mới và xây dựng các cái quy trình và cái giải pháp canh tác để ứng dụng cái đồng ruộng nhằm tăng cái hiệu suất sử dụng phân bón và giải quyết vấn đề tồn tại tác động xấu của đất đai để làm tăng năng suất cây trồng cũng như chất lượng của nông sản. Thì cái này là trong sản phẩm của Bình Điền có một cái hàm lượng trí tuệ, hàm lượng chất xám nó là rất cao, ngày càng tăng. Qua đây là giải quyết nhiều cái bài toán, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay. Thì rõ ràng là chúng tôi cùng với quý thầy cô, các viện, các trường và bà con nông dân cũng như các trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ở các địa phương đã xây dựng được các chương trình canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Quy trình này cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và mới đây nhất thì được Báo Nhân dân cũng là công nhận một những dự án vì cộng đồng. Chúng tôi mong muốn những cái quy trình canh tác này, những cái dự án này có một sự lan tỏa rộng rãi đến đại đa số bà con nông dân ứng dụng đồng ruộng. Và nhân kỷ niệm 50 năm những hành trình phát triển, chúng tôi cũng ở đây là hết sức cảm ơn quý thầy cô trong hội đồng khoa học của công ty cũng như là các viện, các trường, các trung tâm chuyển giao kỹ thuật đã miệt mài nghiên cứu cùng với Bình Điền định hướng cùng là giải quyết những bài toán về sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Và xin gửi lời cảm ơn và tri ân tất cả bà con nông dân trên cả nước đã tin tưởng sử dụng phân bón đầu trâu của phân bón Bình Điền. Và chúng tôi cam kết giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực để đưa ra những sản phẩm tốt, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu để chúng ta cùng đồng hành và cùng nhau phát triển và thịnh vượng.